Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến có bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn đứng quanh vùng giá 1859,5 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1859,39 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1862,19 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 105,78 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ đứng ở mức 27.100 đô la Mỹ chiều Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục trong xuống giảm, hiện tại đứng ở mức 4,635% chiều một năm. Còn đối thị cho năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ đứng ở mức 86,20 đô la Mỹ chiều một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đang chững lại sau phiên tăng mạnh vào đầu tuần vì xung đột vũ trang ở dải Gaza. Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng mạnh tới 1,5% trong phiên ngày thứ hai, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong vòng 5 tháng sau cuộc tấn công đẫm máu mà nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine nhằm vào Israel và sự đáp trả chưa từng có tiền lệ của Israel sau đó. Việc giá vàng chững lại trong phiên ngày thứ ba cho thấy nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong lúc đánh giá về ảnh hưởng của xung đột ở dải Gaza và có tâm lý chờ xem trước khi mà đón nhận loạt báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng. Trong đó, chỉ số giá nhà sản xuất PPI tháng 9 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày thứ Tư. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế học dự báo rằng PPI tăng 0,3% trong tháng 9. Cùng ngày thứ Tư, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 9. Nhà đầu tư kỳ vọng biên bản sẽ phản ánh rõ ràng hơn về chủ trương chính sách tiền tệ của Fed sau khi mà ngân hàng trung ương nước này tạm dừng việc tăng lãi suất trong cuộc họp vừa rồi. Và tiếp sau đó là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ được công bố vào ngày thứ Năm. Áp lực mất giá đối với vàng đang được giải tỏa nhiều vì cả tỷ giá đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu hoặc Mỹ cùng giảm. Phát biểu trong ngày thứ ba, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta ông Lafayette Bottick nói rằng Fed không cần phải tăng thêm lãi suất và cho rằng không có cuộc suy thoái nào đang đợi kinh tế Mỹ ở phía trước. Vào hôm thứ Hai, thì một số quan chức Fed cũng đã nói rằng việc lợi suất trái phiếu hoặc Mỹ dài hạn tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi vay của gia đình và doanh nghiệp. Qua đó có thể giúp Fed tránh phải tăng thêm lãi suất trong ngắn hạn. Những phát biểu này về triển vọng lãi suất Fed là một lý do đưa lợi suất giảm. Chiến lược gia trưởng Balek Melek của TD Security cho biết hoạt động chốt lời và tâm lý ham thích gia tăng đối với các tài sản rủi ro như cổ phiếu đã khiến cho vàng không thể bứt phá dù lãi suất trái phiếu và tỷ giá đồng bạc xanh đi xuống. Nếu báo cáo CPI nóng hơn kỳ vọng, nhất là CPI lõi, điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng bởi củng cố khả năng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn, theo ông Melek nhận định. Bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn độ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hầu như không có nhiều điều chỉnh về giá. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 69,05 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 69,77 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 69,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,75 triệu đồng trên một lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 69,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 56,30 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,30 triệu đồng trên lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 56,30 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,40 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại đến thời điểm đầu giờ chiều nay cũng duy trì xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 24.220 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và 24.590 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng mạnh, tăng tới 130 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và tăng 180 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Hiện tại mua vào mức 24.630 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.730 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường và trong nước trong phiên đầu giờ chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.905.000, bán ra 6.975.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.905.000, bán ra 6.977.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.905.000, bán ra 6.975.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.900.000, bán ra 6.970.000. Doji Hà Nội mua vào 6.885.000, bán ra 6.975.000. Phú Quý SJC mua vào 6.895.000, bán ra 6.970.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.910.000, bán ra 6.973.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.910.000, bán ra 6.950.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.915.000, bán ra 6.965.000, tăng 5.000 ở chung vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.815.000, bán ra 6.975.000, tăng 35.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán. Ngân hàng TPBank mua vào 6.885.000, bán ra 6.975.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.905.000, bán ra 6.977.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.905.000, bán ra 6.977.000. STC Huế mua vào 6.905.000, bán ra 6.975.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.905.000, bán ra 6.975.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.907.000, bán ra 6.980.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.905.000, bán ra 6.977.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.903.000, bán ra 6.977.000. Cuối cùng là giá nhẫn đục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này cũng không có nhiều điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhẫn đục số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.630.000, bán ra 5.730.000. Nhẫn đục số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.630.000, bán ra 5.740.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Vàng đục số 9 mua vào 5.615.000, bán ra 5.695.000. Vàng 24K mua vào 5.518,6.000, bán ra 5.638,6.000. Vàng 18K mua vào 4.086,7.000, bán ra 4.286,7.000. Vàng 14K mua vào 3.135,5.000, bán ra 3.335,5.000. Vàng 10K mua vào 2.190,1.000, bán ra 2.390,1.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.